Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau và Kiên Giang về việc ứng phó với gió mạnh, sóng lớn, mưa dông và thời tiết xấu trên biển. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Trở lại với tình hình thời tiết khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam qua Bắc Bộ và khu vực giữa Biển Đông, từ ngày mai mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động ổn định, sau mạnh dần và lấn Tây. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Trên địa bàn toàn tỉnh, trời nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc tiếp tục lên do nước đổ về, mưa tại chỗ. Dự báo ngày mai 13 tháng 7, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Quá là 0,70m, tại trạm Tân Hưng là 0,83m, tại trạm Vĩnh Hưng là 0,82m và 1,23m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức là 0,94m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước xuống chậm theo triều. Dự báo ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất ngày mai là 0,89m, còn ở trạm Bến Lức là 1,05m. Trong ngày có hai lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ và 19 giờ đến 21 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, ngày có lúc giảm mây nắng nhẹ, có lúc có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, khu vực này ngày cũng có lúc giảm mây, nắng nhẹ, có lúc có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.